tạo cái vỏ dưa hấu có khoảng màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Đấy, vậy là đã xong cái miếng dưa hấu. Bây giờ nha, ở đây còn những cái quả. Quả thì của mình đang thiếu màu đậm, màu tím. Bây giờ chị cho cạnh với đây là màu tím đi. Mình hình dung ở đằng sau nó là quả nho. Đấy, mình có thể cho màu tím vào cũng được. Các bạn ơi, chị có một bức tranh. Đây là bức tranh giỏ hoa quả. Ở đây người ta cho chúng mình rất là nhiều quả ở trong cái giỏ nhá. Và ở bên ngoài có một quả, đây chắc chắn là quả cà chua. Bây giờ chị em chúng mình cũng bắt đầu tô màu nhá. Trước tiên tô ấy thì chúng mình có thể tô từ trên xuống dưới hoặc là từ trái qua phải. Đây, bây giờ chị sẽ tô màu xanh. Màu xanh thì thường thường ở những cái cuống và những cái lá đúng không? Đây, chúng mình sẽ tô màu xanh nhá. Ví dụ như mình kết hợp màu xanh đậm và màu xanh nhạt, hoặc là chúng mình có thể tô một mảng màu xanh đậm hết cũng được. Để sau đó chúng mình sẽ chuyển sang màu xanh nhạt sau. Đây là cái cuống của quả dứa. Đấy, thế là chúng mình đã có một màu xanh. Sau đó tiện màu xanh thì chị có thể kéo xuống đây. Đây, kéo xuống cái cuống cà chua cũng được nha. Đây, cho cái cọng cà chua là màu xanh. Khi tô màu ấy thì các bạn nhớ chúng mình sẽ vung đường tay nhẹ nhàng thôi, không thì sẽ bị nguệch sang các hình khác. Và các bạn có thể kết hợp màu cũng được, ví dụ xanh đậm với xanh nhạt để tạo ánh sáng. Đấy, thế là một cái cuống cà chua đã xong. Bây giờ chúng mình còn quả cà chua ở đây. Thì bây giờ chị sẽ không tô màu xanh đậm mà chị sẽ dùng màu xanh nha. Xanh cốm hơn một chút đi, màu xanh cốm. Đây, khi đã tô xong màu xanh cốm rồi ấy, bây giờ chúng mình mà muốn cái cuống cà chua ấy có chỗ đậm chỗ nhạt ấy thì chúng mình sẽ lấy cái bút đậm hơn, sau đó chúng mình sẽ tô, chúng mình vẩy vẩy ra, vẩy nhẹ thôi nhá. Khi màu con ta còn ướt ấy, chúng mình vẩy rất là đẹp. Đấy, ở cái đầu cuống thế là đã có màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Bây giờ chúng mình sẽ đi tô đến các màu khác nhé. Ví dụ như quả quả chua, cho quả quả chua màu đỏ đi chẳng hạn. Thì bây giờ chúng mình sẽ dùng màu đỏ để chúng mình tô. Ở trong cái quả cà chua ấy, chúng mình sẽ tô màu đỏ. Chúng mình có thể sử dụng màu đỏ đậm và màu đỏ nhạt để chúng mình kết hợp với nhau. Trước tiên bây giờ chúng ta dùng màu đỏ cơ bản đã tô. Sau đó chúng mình sẽ lấy màu đỏ đậm hơn một chút, sau đó chúng mình tô vào để tạo cái bóng đổ của chua, để cho màu tối hơn, cho có chua nhìn có không gian hơn. Đây các bạn nhớ nha, khi tô chúng mình tô đúng ranh giới và đúng màu. Những cái đường trắng mình sẽ bôi hết đi, ở những cái chỗ nhỏ ấy chúng mình tô từ từ thôi. Chị dùng màu đỏ đậm hơn một chút xíu. Chị sẽ đi vào đây để tạo cái đường bóng đổ của quả cà chua, để cho quả cà chua nó có chiều sâu hơn. Ví dụ để cho không bị kẽ. Chua có chỗ sáng, có chỗ tối đúng không? Bây giờ đã xong quả quả chua rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi đến quả tiếp theo. Đây là quả dứa. Đây, chị sẽ dùng màu vàng để tô quả dứa nhé. Quả dứa thì chúng mình có thể tô màu cam cũng được, hoặc là màu vàng. Nhưng mà chị đang tô màu vàng để cho quả dứa ở giữa nó có điểm sáng. Đấy,
sau khi đã tô xong màu vàng rồi ấy, các bạn mà muốn đậm hơn một chút xíu ấy, thì chúng mình có thể sử dụng màu cam để chúng mình tô ngay vào những cái sườn của quả dứa. Khi màu vàng vẫn còn ướt ấy, chúng mình tô vào thì sẽ dễ hơn, nhìn xa ấy thì có điểm sáng hơn. Và bây giờ chúng mình sẽ tô đến màu tiếp theo, đó là màu đỏ đi, màu đỏ của miếng dưa hấu. Đây, miếng dưa hấu ở bên trong thì dùng màu đỏ tô để cho miếng dưa hấu nhìn có vẻ như là ngọt hơn và cũng là đúng màu của hạt dưa hấu. Đây, chúng mình cứ tô hết qua cái hạt đen đi, sau đó hạt đen thì chúng mình sẽ dùng màu đen chúng mình chấm vào thì dễ. Còn chúng mình mà đã tô xung quanh ấy, chúng mình ke ấy, thì sẽ khó hơn và chậm hơn. Đấy. Đây, khi đã xong màu đỏ rồi nhá, bây giờ nhá, chúng mình sẽ dùng màu đen. Chúng mình sẽ gãi vào những cái hạt dưa hấu. Đấy. Đấy, như thế là rất là nhanh. Vì màu đen đè lên màu đỏ còn được, chứ còn tất cả các màu khác không thể đè lên màu đen được. Vậy là đã xong. Bây giờ chúng mình sẽ tô đến vỏ dưa hấu. Vỏ dưa hấu thường thường là màu xanh. Chúng mình có thể kết hợp giữa màu xanh đậm và màu xanh nhạt cũng được. Ta chỉ đang dùng màu xanh nhạt nhé. Chị cho vào đây. Sau đó chị dùng một chút xíu màu xanh đậm. Chị cho vào sát cái đường này. Để tạo cái vỏ dưa hấu cũng bằng màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Đấy, vậy là đã xong cái miếng dưa hấu. Bây giờ nha, ở đây còn những cái quả. Quả thì mình đang thiếu màu đậm, màu tím. Bây giờ chị cho cạnh với đây là màu tím đi. Mình hình dung ở đằng sau nó là quả nho. Đấy, mình có thể cho màu tím vào cũng được. Đấy, là xong một quả nho nhé. Hồng để mình tô ở đằng sau, ví dụ đây là quả hồng ở đằng sau chẳng hạn, đúng không? Vậy là đã xong cái quả vỏ hoa quả. Bây giờ còn quả cà chua. Quả cà chua thì các bạn có thể tô màu cam cũng được, vì quả cà chua chưa chín hẳn. Bây giờ chị sử dụng màu cam để tô nhá. Thường thường quả cà chua là màu xanh hoặc màu đỏ, đúng không? Nhưng mà khi quả cà chua đang ươm ương ấy thì quả cà chua cũng có màu là màu cam đấy. Mình chỉ cần sử dụng những lần sau cái màu của mình ấy, đẹp là được. Trong bức tranh của mình có rất là nhiều màu sắc. Khi đã xong màu cam rồi ấy, các bạn mà muốn quả cà chua của mình đang ương gần chín hẳn ấy, ví dụ như là có một bên màu đỏ, một bên màu cam, thì chúng mình sẽ lấy màu đỏ chúng mình tô vào đè vào màu cam. Đây, ví dụ bên đây là đang chín rồi, còn bên kia thì vẫn là đang ương gần chín, đó là màu cam. Đây, thì chúng mình có thể tô ở đây. Đấy. Đấy, có chỗ chín, có chỗ màu cam chẳng hạn. Giờ sau đó chúng mình sẽ tô đến cái giỏ. Cái giỏ thì tất cả ở đây có màu sắc rồi, chúng mình sẽ chọn màu đậm một chút xíu đi để chúng mình tô. Để điểm nhấn của mình là cái giỏ hoa quả. Còn cái giỏ là chỉ là cái phụ thôi.
giờ cũng là tiện màu, bây giờ chị sẽ dùng màu sáng hơn một chút xíu đi. Sáng hơn một chút xíu. Đây, để chị cho vào đây. Để cho cái giỏ nó có màu sáng. Đây nha, bức tranh của chị khi đã tô màu xong nha. Bây giờ chị sẽ dùng bút đen để chị vẽ. Đây, vẽ cái bóng đổ vào đây. Đấy. Bóng đổ của cái giỏ hoa quả vào đây chẳng hạn, đúng không? Và ở đây quả chua chị cũng vẽ cái bóng đổ vào đây. Đấy. Coi như là bóng đổ của quả quả chua đang ở trên cái bàn. Để cho có không gian đi. Và sau đó chúng mình có thể kết hợp màu, ví dụ như là chúng mình dùng cái màu cái giỏ cho mình kéo một chút xuống đây. Đây là chúng mình đang tô, ví dụ cái giỏ hoa quả đang ở trên cái bàn chẳng hạn, đúng không? Đấy, để chúng mình tạo không gian. Sau đó chúng mình sẽ lấy thêm một chút xíu màu vàng, chúng mình kéo xuống. Chúng mình tô vào những cái điểm trắng ấy để tạo cái ánh sáng. Đấy. Vậy là cái giỏ hoa quả của chị đã tô màu xong rồi. Đây các bạn, chị tạo không gian ở dưới nha, để cho nó bức tranh sâu hơn. Và các bạn hãy nhìn nhá. Đây, quả cà chua nha, chị đã tô màu đỏ nha. Cái cuống chị cũng kết hợp hai màu, đó là màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Quả dứa cũng kết hợp màu cam, màu vàng. Nhìn gần ý, thì các đường màu ấy chưa ăn khớp với nhau, nhìn xa thì bức tranh đẹp. Vì thường thường người ta nhìn tranh, người ta nhìn xa. Và ở đằng sau đây quả màu tím là quả nho, chị cho màu tím ở đây để chị kéo màu tím vào. Và đằng sau đó là quả hồng nhìn xa xa. Ở bên cạnh đây, đây là quả cà chua đang ương ương, chuẩn bị chín rồi. Và ở dưới cái giỏ chị cũng kết hợp hai màu, đó là màu nhạt và màu đậm. Cái giỏ các bạn có thể đẩy sâu hơn một chút xíu cũng được, nhưng mà thôi chị chỉ cần đẩy qua như thế thôi, vì càng nhiều các bạn chưa biết đẩy màu. Và ở dưới đây chị đẩy cái phông hay cái bàn chẳng hạn để đẩy cái giỏ hoa quả. Này các bạn xem, các bạn thường thường ấy thích tô màu thì các bạn có thể lấy màu ra các bạn tô nhá, và hãy tô trên tờ giấy dày một chút này thì màu không thẩm thấu xuống dưới thì bức tranh của chúng mình sẽ đẹp hơn. Và các bạn hãy nhớ chấm điểm cho chị nhá, xem bức tranh của chị được bao nhiêu điểm nhá. Và chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video mới nhá. Bye bye.